Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi hành trình 24 giờ. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Theo thông tin từ hiện trường, một chiếc xe container đang lưu thông bị mất lái đã va chạm với một xe buýt và một chiếc xe tải chạy cùng chiều. Tại hiện trường, cả ba xe đều bị hư hỏng nặng, một hành khách trên xe buýt bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng khiến cho một cửa hàng bán vật liệu xây dựng bị đổ sập và thiệt hại nhiều tài sản khác. Còn vào khoảng 4 giờ sáng nay tại km 1303 750 trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm, rất may mắn không có thương vong về người. Xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 76B00742 chở theo 25 hành khách đi theo hướng Nam Bắc, khi đang lưu thông thì chủ phương tiện phát hiện mùi khét nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phương tiện vừa ngừng hẳn thì bất ngờ bốc cháy, rất may là tất cả hành khách đã chạy thoát ra khỏi xe. Dù sau đó đám cháy đã được khống chế, nhưng chiếc xe và toàn bộ tài sản của hành khách đã bị thiêu rụi. Mưa lớn trong mấy ngày qua đã làm ngập hư hỏng một số tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh Khánh Hòa. 3 ngày qua, lượng mưa đo được tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa lên đến 985mm. Nước mưa đã làm ngập tại một số điểm cầu tràn tại các tuyến đường liên xã ở huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Người dân phải đi trên các cầu treo. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 27C nối thành phố Nha Trang và Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Hiện nay thì tuyến đường này đã thông tuyến nhưng phải mất một thời gian dài mới khắc phục được hoàn toàn sự cố. Thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, mà trong đó có nhiều vụ liên quan đến việc người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia. Trong tháng cuối năm này, lực lượng kiểm soát giao thông địa phương sẽ đẩy mạnh xử phạt các lỗi liên quan đến sai phạm này. Quốc lộ 24B đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông đã được thiết lập. Tại đây, nhiều tài xế đã bị phát hiện. Công việc quan đi thì nó điều khiển ta quan hệ xấu, không rất là khó từ chối. Ngoài những lý do được đưa ra thì cũng có những trường hợp người sử dụng rượu bia không chấp hành lệnh dừng xe, vượt chốt kiểm tra, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người đi đường, thậm chí dùng những lời lẽ thóa mạ tấn công các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Đội cảnh sát giao thông là tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn các tuyến đường trong thành phố, nhưng tình hình là vi phạm vẫn còn rất là phổ biến, tuyên truyền nhưng vẫn kiên quyết xử lý triệt để. Trong thời điểm cuối năm nay, lực lượng kiểm soát giao thông tỉnh Quảng Ngãi ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra nồng độ cồn thì các hành vi khác như đi sai phần đường, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định cũng được đẩy mạnh xử phạt. Một số thông tin giao thông quốc tế đáng chú ý khác sẽ được tổng hợp trong cụm tin. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một xe bồn chở xăng bị mất lái và phát nổ trên đường tại miền trung Nigeria. 8 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện với các vết bỏng, trong đó có 2 người trong tình trạng rất nguy kịch. Các vụ tai nạn liên quan đến xe bồn chở xăng thường xuyên xảy ra tại Nigeria do đường xá kém chất lượng, tài xế lái ẩu và bất chấp luật giao thông. Đây là những hình ảnh mô phỏng thiết kế sân bay hơn 10 năm tới. Mô hình sân bay điện tử của tương lai sẽ giảm thiểu nhân viên và tăng tính chủ động của hành khách. Hành khách sẽ check-in tự động, bao gồm quét sinh trắc học và các đặc điểm khuôn mặt, trong mắt và dấu vân tay để xác minh danh tính. Những công nghệ này hiện đang bắt đầu thử nghiệm tại một số sân bay của Anh. Những chiếc siêu xe hoặc xe sang trị giá trên 1,3 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 190.000 đô la Mỹ tại Trung Quốc, sẽ bị đánh thêm 10% thuế. Đây là quyết định mới được Bộ Tài chính Trung Quốc áp dụng từ tháng 12 này. Mục đích của quyết định này là hướng đến việc chi tiêu hợp lý hơn và cắt giảm khí thải cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu. Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn máy bay và mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra tại Colombia khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, bao gồm cả một đội bóng hàng đầu ở Brazil. Chỉ 6 người may mắn sống sót. Trong khi cần một thời gian để các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, thì điều mà nhiều người đang rất quan tâm là làm thế nào để bảo vệ tính mạng khi không may đối mặt với thảm họa khủng khiếp như vậy. Một số chia sẻ dưới đây hy vọng sẽ là những kinh nghiệm hữu ích cho quý vị. Hãy tìm kiếm một chỗ ngồi gần lối thoát hiểm. Theo các nhà nghiên cứu, những người may mắn sống sót tai nạn máy bay thường chỉ phải di chuyển qua 5 hàng ghế để thoát ra. Nếu vượt quá 5 hàng thì tỷ lệ sống của bạn sẽ giảm dần. Chỗ ngồi tốt nhất bạn nên chọn chính hàng ghế gần cửa thoát hiểm, hoặc bạn có thể chọn chỗ ngồi gần lối đi. Ngoài ra, bạn nên chọn chỗ có ít vách ngăn để có thể di chuyển nhanh chóng hơn.
mặc quần dài, áo dài tay hay làm bằng các chất liệu không cháy như denim hay cốt tông, và đi giày đế bằng, kín ngón chân, không mang giày cao gót. Bạn muốn mặc những bộ quần áo không hạn chế chuyển động mà còn có thể bảo vệ bạn khỏi các yếu tố bên ngoài khác như lửa hay mảnh vỡ bay. Mang theo một túi khí hoặc chỉ cần một chiếc khăn ướt. Hầu hết các nạn nhân sống sót sau vụ va chạm, thế nhưng lại chết vì ngạt khói. Nếu bạn không có túi khí hay khăn ướt, hãy cố thở thông qua quần áo. Duy trì thể lực và vóc dáng cân đối. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ FAA, tuổi tác, giới tính và vóc dáng sẽ quyết định đến 31% khả năng sống sót trong các vụ tai nạn máy bay. Nam giới trẻ tuổi với vóc dáng mảnh khảnh có khả năng sống sót cao nhất, trong khi những phụ nữ lớn tuổi, thừa cân có tỷ lệ sống thấp nhất. Và nếu với vóc dáng quá khổ, sẽ khó để bạn di chuyển nhanh qua lối thoát hiểm. Mặc dù theo các chuyên gia, xác suất thiệt mạng trên một chuyến bay thương mại là rất thấp, đồng thời cũng không ai mong muốn là sẽ phải rơi vào những cái tình huống xấu như vậy. Nhưng nếu không may gặp rủi ro ở độ cao hơn 10.000 mét so với mặt đất, thì mỗi quyết định của quý vị sẽ mang ý nghĩa sống còn. Thế nên chúng ta cần luôn chuẩn bị sẵn tâm thế để có thể chủ động trong mọi tình huống. Đến đây thì hành trình 24 giờ trưa nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ chiều nay.